Thưa quý vị, gần đến Tết Nguyên đán thì nhu cầu sử dụng thịt lợn sẽ tăng nên giá thường có biến động, kéo theo giá thịt bò, thịt gia cầm, thủy hải sản có khả năng tăng theo. Nhất là năm nay, dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn thực phẩm này trên thị trường. Nhằm đảm bảo nguồn thịt lợn khi nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp Tết, nhiều giải pháp đảm bảo nguồn hàng cung ứng đủ, kịp thời và giá bình ổn đã được các sở ngành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai ngay từ thời điểm trước Tết Nguyên đán. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Các chợ Đông Ba, An Cửu, Tây Lộc, nguồn cung thịt lợn và giá cả khá bình ổn. Giá có giảm khoảng 10 đến 20.000 đồng 1 kg so với thời điểm giá cao đỉnh điểm. Giá thịt lợn từ 130.000 đồng 1 kg đến 160.000 đồng 1 kg. Thịt bò loại 1 khoảng 260.000 đồng 1 kg. Bò loại 2 giá 230.000 đồng 1 kg. Do giá tăng khá cao so với mùa Tết năm ngoái, nên một bộ phận người tiêu dùng hạn chế sử dụng, thay vào đó là các loại thịt bò, gà, vịt, các loại thủy hải sản khác. Cáo thì cũng cáo, nhưng mà điều mình cũng có thể chấp nhận được, nếu mà héo sạch thì mình vẫn ăn nữa. Nghĩ chắc là nếu cáo thì cũng có giảm đi chút ít, thì mình ăn thử khác như thịt bò, thịt gà hoặc là cá tốm. Nhưng cả tháng thì đôi là quá như hẳn lên 5 nhân ngán đó đó. Chứ hình Tết mà nửa heo mà có đứa về nhiều như mấy hôm đi nữa lên ổn giá thôi. Hẳn lên mà heo nhập về nhiều thì mình bình giá ngán đó đó. Mà heo mấy hôm đi thấy nhiều đó. Thấy heo nhiều, heo to, heo ngon nữa. Sức mua sẽ tăng lên vào những ngày gần Tết, khi nhiều gia đình mua sắm cho các lễ cúng dịp Tết. Thịt lợn vẫn là thực phẩm được nhiều nhà nội trợ ưu tiên chọn lựa cho gia đình mình. Đối với mặt hàng thịt heo thì có hơi bờ cao, để thì chứ có cao thì phải để sắm sữa để mà cái đầy đủ để mà mua cống. Đắt giá thì em vẫn mua bình thường, vì là lâu lâu mà có một lần, và hơn nữa là dỗ tổ tiên ông bà thì chúng ta cần có cái mâm cỗ đầy đặn và sung túc. Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp phân phối lợn trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch nhằm đa dạng nguồn cung thịt lợn. Cùng với việc giá thịt lợn đang giảm nhiệt, thì hiện nay nguồn cung ứng thịt lợn cho thị trường thông qua thực hiện tải đàn của các đơn vị chăn nuôi lớn. Các siêu thị, chợ đã có sự chuẩn bị nguồn cung nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dịp cao điểm Tết. Đặc biệt đối với một số doanh nghiệp thương mại như Bixi, Coopmart, Vinmart, ngoài việc thu mua nguồn thịt lợn tại địa phương, đã chủ động nguồn nhập khẩu thịt lợn chất lượng và cam kết giá bình ổn phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Vào đầu quý 4 là đã và nhập khẩu cái hàng thịt lợn để đảm bảo cho người tiêu dùng, cũng như là giúp cho người tiêu dùng hiểu về cái nguồn hàng là nhập khẩu vẫn đảm bảo an toàn. Và trong dịp Tết Nguyên đán này thì Coopmart Huế là cam kết là đủ nguồn hàng thịt lợn để cung cấp cho người tiêu dùng. Giá cả thì Coopmart Huế cũng đã làm việc trước với các nhà cung cấp địa phương, và có thể là Coopmart Huế là không lại. Này á thì chúng tôi vẫn khẳng định là cái nguồn cung ứng thịt lợn tại địa phương là vẫn đáp ứng đủ với yêu cầu của khách hàng hiện nay. Nhưng mà trước đây 3 tháng thì chúng tôi đã có kế hoạch hoạch định nhập một lượng hàng khá lớn từ như là Canada, Mỹ hay là New Zealand, để mà về phục vụ bà con trong cái trường hợp mà hàng tại địa phương không cung cấp thịt heo được kịp. Thì cũng một nỗ lực của Bixi là từ ngày 28 tháng 12 cho tới hết Tết này thì chúng tôi là cam kết bán hàng thịt heo không lợi nhuận để phục vụ tối đa cho bà con yên tâm sắm Tết trong cái thời kỳ mà thịt heo nó đang gặp sự cố về giá. Gần đến Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng thịt lợn sẽ tăng nên giá thường có biến động, kéo theo giá thịt bò, thịt gia cầm, thủy hải sản có khả năng tăng theo nhưng biên độ thấp hơn. Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành tiếp tục theo dõi diễn biến giá cả thịt lợn và các mặt hàng khác, thực phẩm tươi sống khác. Đồng thời có kế hoạch làm việc cụ thể với một số doanh nghiệp lớn để nắm chắc lượng hàng dự trữ, cung ứng, nhất là đối với các mặt hàng nhạy cảm như thịt lợn, hoa quả, rau tươi để kịp thời có biện pháp xử lý nhằm ổn định thị trường. Các doanh nghiệp đã có cái sự chuẩn bị kỹ cái nguồn cung, tăng cường cái mối quan hệ với các cái doanh nghiệp cung cấp hàng ở địa phương, rồi thiết lập cái mối quan hệ với các cái doanh nghiệp cung cấp hàng ở các địa phương khác, và đặc biệt là kể cả thịt lợn nhập khẩu nếu mà có cái đột biến về cái nguồn cung thịt lợn ở trong nước. Thì với sự chuẩn bị như vậy thì cái tình hình thị trường ở trên địa bàn tỉnh trong những ngày gần đây đã
có cái dấu hiệu ổn định trở lại. Cơ quan quản lý thị trường thì cái duy trì cái lực lượng là tham gia trực phối hợp với cái lực lượng thú y tại hai cái chỗ kiểm dịch là Phong Điền và Thị Lũ Phù Lộc. Tôi cũng phối hợp với ban quản lý các chợ là tổ chức tuyên truyền cho phát cái thông tin thường xuyên trên các cái loa ở các chợ để mà tuyên truyền cho bà con đảm bảo các cái điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi rõ nguồn gốc xuất xứ và có các cái dấu kiểm dịch theo quy định của cơ quan thú y. Hiện nay nguồn cung thịt lợn tại địa phương có giảm so với mọi năm, tuy nhiên đã có thêm nguồn thịt lợn được nhập khẩu nên đảm bảo không thiếu hụt. Nhằm bình ổn thị trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục cân đối, theo dõi nhu cầu của người tiêu dùng trong thời gian tới để kịp thời chỉ đạo triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Chi cục thú y tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chỗ kiểm dịch, phối hợp với Cục Quản lý Thị trường, Sở Y tế để kiểm tra chất lượng thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn cũng như việc công khai niêm yết giá.